của em. Vào đây mua đồ nhá. Ôi, đúng là nam thiếu gia của khác, chơi lớn đấy. Em thích gì nhá, cứ lấy thoải mái. Chả mấy khi anh được đi chơi cùng siêu mẫu vòng 1 như em. Đi thôi. Anh ơi, em thích cả hai cái này. Chốt luôn, thích cái gì lấy hết. Anh ý, đúng là nhất đấy. Alo, bố ạ, con nghe đây ạ. Làm gì mà bây giờ mới nhấc máy? À, dạ, con, tại vì con đang ở trong phòng đọc sách, cho nên là con mới không để ý điện thoại, bố thông cảm cho con. Tôi đang ở nhà rồi, ở đâu thì 5 phút nữa cũng phải có mặt ở nhà ngay. Trời ơi, sao lại về giờ này nhỉ? Đi đâu đấy? Mình còn chưa đi Phú Quốc cơ mà. Đợi em ơi. Anh ơi, anh ơi, anh chưa trả tiền mà. Bố, còn dám nói ở trong phòng đọc sách? Bố, bố về sớm hơn dự kiến ạ. Có phải anh mong tôi đi lâu hơn? À, chắc anh muốn tôi không về nữa thì phải. Không không ạ, con không có ý đó. Thật ra con vừa chạy ra ngoài để con gặp bạn bè một chút cho nó đỡ ngột ngạt thôi. Cả ngày con ở trong nhà rồi. Nói dối không chớp mắt. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cho người giám sát anh 24/24. Nhất cử nhất động của anh đều có người đi. Anh đừng hòng qua mắt được tôi. Bố, con lớn rồi, có phải là trẻ con nữa đâu mà cần bảo mẫu cứ kè kè suốt ngày như thế. Con chỉ đi ra gặp bạn bè một chút thôi mà. Không được, cứ quyết định như thế đi. Giờ đang trong thời gian nhạy cảm cho việc bầu cử chủ tịch, tôi không thể để cho anh làm hỏng việc được. Bố, bố. Vừa lòng chưa? Ngày hôm nay tôi chỉ có một mình về nói với cả ông già tôi là hôm nay tôi không chơi bời, không gái gú, không cờ bạc, chỉ uống đúng một tí cồn thôi. Trời đất ơi, cái chỗ này vừa mới dọn dẹp xong. Kinh quá. Tôi sẽ trả cô tiền. Quan trọng ở đây không phải là tiền. Quan trọng ở đây, đây là tòa nhà chính của trụ sở công ty cao cấp đấy. Anh nôn ọe như thế, người ta qua lại không hay. Thế thì tôi sẽ cho mỗi người đi qua đây tiền để họ câm cái mồm vào. Này, anh đừng tưởng mình có nhiều tiền là hay ho lắm ấy nhá. Đúng là cái lũ nhà giàu tiêu tiền phung phí, mai sau còn xa cơ thất thế, để xem còn thanh hoan được nữa hay không. Cô nói cái gì? Ôi ơi, kinh quá. Nghĩ cũng khổ, lần sau không uống được ý thì đừng có mà cố uống làm gì. Đôn đoẹ thắp ra đây này. Gì ấy? Cái gì đấy? Này! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ đi lâu lâu vậy? Con chờ mẹ mãi! Cái đồ biến thái! Anh đừng tưởng là anh đang say rượu là anh muốn làm gì cũng được nhá! Mẹ! Tôi về đi.
Anh ơi, ở đây không có dịch vụ ship hàng đâu ạ. Cái này là tặng cho em. Tặng cho tôi á? Tại sao em lại tặng hoa cho tôi? Em không nhận ra anh à? Chúng ta đã gặp nhau ở đây tối qua. À, anh chính là cái tên điên say xỉn ngày hôm qua đấy à? Chưa có ai dám gọi anh như thế đâu, ngoại trừ bố anh. Nhưng mà em rất đặc biệt đấy. Này, anh bị ủng não đấy à? Anh nhìn tôi đi, tôi cũng chỉ là lao công bình thường thôi. Không xứng đáng cho cái người nhiều tiền như anh yêu đâu, thật sự đấy. Có, em có điều anh thích. Cái gì? Mùi hương của mẹ anh. Lan Anh, tôi nhìn thấy em rồi. Này, anh có thể thôi đến công ty làm phiền tôi được không? À, ý của em là anh phải đến nhà em. Được, anh thích như thế. Không phải như vậy. Ý của tôi là anh đừng bao giờ đến gặp tôi nữa. Mỗi lần anh đến công ty, anh cứ qua trưng hết cả lên. Mọi người cứ phải chú ý đến tôi này. Anh tưởng rằng con gái bọn em ai cũng đều thích là tâm điểm của sự chú ý. Thôi được rồi, anh sẽ không đến đón em bằng ô tô nữa. Nhưng mà em cho anh hỏi là tại sao em không đi làm buổi tối nữa? Đó chỉ là công việc tôi làm phụ bác tôi một tuần. Đấy không phải là công việc chính thức. À, tôi đang suy nghĩ xem liệu có nên sắp xếp em vào làm công ty nhà tôi không? Thôi khỏi. Tôi đang có một công việc rất là ổn định và rất tốt. Tôi không có nhu cầu thay đổi công việc và chỗ làm việc của tôi. Anh hiểu chứ? Em lên xe đi, tôi muốn đưa em đến một nơi. Đi đâu? Đi thì mới biết chứ. Tôi không đi, tôi phải về nhà. Từ từ đã. Này, anh làm gì đây? Đây, 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 đây. Tôi đến đây làm gì? Ô tới khu này thế nào? Đẹp không? Tôi có mua một căn nhà ở đây. Hóa ra đưa tôi đến đây chỉ để khoe căn nhà mới của anh à? Không phải căn nhà của tôi, mà là nhà của chúng ta. Cái gì? Nhà của chúng ta? Tuy căn nhà ở đây không được rộng lớn, nhưng không khí bên trong rất ấm cúng, rất có không khí gia đình. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó là tôi đã ưng rồi. Chuyện đó cũng chẳng liên quan đến tôi. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã biết chỉ có em mới xứng đáng là chủ nhân của nó. Sao lại chỉ có mình tôi? Trực giác của tôi cho tôi biết chỉ có thể là em thôi. Tôi sẽ giao chìa khóa căn nhà cho em. Chỉ có em mới xứng đáng là chủ nhân của nó. Mà tôi vẫn chưa thể thích anh ngay được. Tôi và ngôi nhà của chúng ta sẽ đợi em. Không biết đi đâu mà không nghe máy nữa. Rồi, anh đây rồi. Mấy ngày nay anh đi đâu? Anh không chịu nghe máy của em. Anh có biết là em lo lắng thế nào không? Hả? Anh có việc bận ở công ty. Có gì anh sẽ liên lạc với em sau. Thế nhá. Ơ kìa, đây là loại gái mà quê mùa nhất anh từng hẹn hò đấy. Người đâu nhá, chẳng có tí nhan sắc gì, đã thế là còn nhạt cực kỳ. Nắm tay cùng cô ta ngoài đường anh còn thấy ngượng. Không ngờ gu của nam thiếu gia lại mặn như thế đấy. Chẳng qua ấy là anh muốn thử chút vị lạ, nhưng mà khó nuốt quá. Đây này, em xem đi. Từ ngày hôm qua cô ta gọi cho anh đến cả trăm cuộc, gọi cháy hết cả máy. Em xem có cách nào ấy giúp anh để cô ta đừng làm phiền anh nữa. Hóa ra là anh bận hẹn hò với người con gái khác à? Hả? Sao Lan Anh, sao lại ở đây? Anh muốn đá tôi, anh cứ nói thẳng. Việc gì anh phải viện vài lý do vớ vẩn, đúng là đồ hèn.
Ờ đấy, tôi muốn đá cô rồi đấy. Bây giờ cô biết cũng chưa muộn. Nhưng tôi xin cô đừng gọi trái máy tôi nữa, phiền phức lắm. Anh đúng là cái thằng khốn nạn nhất từ trước đến giờ tôi gặp mặt. Tôi nguyền rủa anh, tôi nguyền rủa anh từ giờ trở đi không có được hạnh phúc. Thế cô nghĩ mình là loại con gái cao sang quyền quý lắm à? Lúc đầu thì tỏ ra chảnh chọe, sau khi được tôi cho cái nhà và vài món đồ giá trị thì lúc đấy bắt đầu quỳ rạp dưới chân tôi rồi. Này, cô cũng tầm thường chẳng kém ai đâu. Anh nghĩ là những món đồ của anh ấy quan trọng với tôi lắm à? Anh cầm lấy đi. Cũng may là lúc nào ấy tôi cũng mang theo chìa khóa này bên mình. Đúng là cái lúc anh trở mặt ấy, tôi còn có cái để ném thẳng vào mặt của anh. Còn tất cả những món đồ anh tặng cho tôi nhất định sẽ trả lại. Tôi ngu ngốc, tôi ngu thì mới tin vào cái bản mặt khốn nạn của anh. Còn từ giờ trở đi ấy, chúng ta không còn bất kỳ một quan hệ gì cả. Căn nhà đẹp này mà vứt đi, anh cho em nhé. Nhà bé lắm, không hợp đâu. Alo, bố ơi, nhà mình làm sao đấy ạ? Nhà mình phá sản rồi, mau trốn đi trước khi bọn xiết nợ tìm thấy mày. Chẳng lẽ nhà có trộm à? Này! Cô! Sao lại ở đây? Quay mặt ngay! Tại sao tôi phải quay mặt? Quay mặt ngay! Tôi không mặc áo lót kia ở nhà mình! Quay mặt ngay! Tức là cô bị chủ nhà đuổi ra khỏi nhà nên mới chuyển đến đây gì? Anh yên tâm, khi nào mà tôi tìm được nhà ấy, tôi sẽ chuyển đi. Nhưng mà chẳng phải là cô đã đưa cho tôi chìa khóa nhà rồi cơ mà, sao cô thể vào được đây? Thì tôi có đánh thêm cả chìa khóa dự phòng nữa. Cái gì? Tôi không thể tin nổi cô đấy. Cô lại còn đi đánh một chìa khóa sơ cua khác. Cô cũng kinh đấy nhỉ? Thì chẳng phải là cái căn nhà này anh cho tôi rồi còn gì. Nó là thuộc quyền sở hữu của tôi. Bây giờ cho dù tôi đã trả lại căn nhà cho anh thì ít ra anh cũng phải cho tôi ở lại một tháng chứ. Bởi vì dù sao ấy, anh cũng đâu cần đến cái căn nhà nhỏ bé này. À, thì ra là cô nghĩ rằng là tôi sẽ không ở căn nhà này nữa, cho nên mới âm thầm chuyển đến đây. Cô cũng ghê phết nhờ. Đó cũng chính là tình huống bất đắc dĩ thôi. Anh tưởng là tôi muốn ở đây dây dưa với cái loại người bẩn thỉu nhất chắc. Thế thì tôi xin thông báo một tin buồn cho cô. Và cô còn phải dây dưa với tôi nhiều đấy. Anh nói như vậy là có ý gì? Từ ngày hôm nay tôi sẽ chuyển đến đây ở. Anh bị điên đấy à? Cái nhà cửa rộng rãi đàng hoàng mà không thèm ở, tự nhiên đi ở cái căn nhà nhỏ bé này làm gì? Mất nhà rồi, còn mỗi căn nhà này thôi. Cái gì? Thế có nghĩa là nhà anh phá sản à?
Tôi biết ngay mà, cái loại người như anh ấy chắc chắn phải nhận quả báo sớm thôi. Lúc nào ông trời có mắt trừng trị kẻ xấu thích đáng. Này, cô nên nhớ rằng cô đang ở trong căn nhà của tôi. Điều đó có nghĩa cô phải là người dọn ra khỏi căn nhà này. Tôi chỉ đang nói sự thật thôi nhá. Cô nói sự thật chứ gì? Thế thì điều mà tôi muốn cô dọn ra khỏi căn nhà này cũng là sự thật. Nhanh lên, tôi cho cô nửa tiếng. Anh bị điên đấy à? Nửa tiếng gì mà nửa tiếng chứ? Đến một tiếng tôi còn không kịp chuẩn bị xong ấy. Này, bây giờ tạm thời tôi không thể nào mà chuyển ra đây được. Anh đến gấp rút quá, làm sao mà tôi có thể chuẩn bị kịp? Đó là việc của cô, đâu liên quan đến tôi. Này, anh có còn là con người nữa không ạ? Bây giờ anh đuổi tôi ra khỏi nhà ấy, thì tối nay, xong rồi những ngày sau đó tôi biết sống làm sao? Đây là cô tự vào nhà tôi ở, hậu quả là do cô chuốc lấy thôi. Nếu ngay từ đầu ấy, cô không mạnh miệng rồi làm giá, từ chối tôi căn nhà này, thì có phải bây giờ cô cứ dọn vào đây ở thoải mái mà không cần phải xin xỏ gì tôi đúng không? Tôi được rồi, tôi biết là tôi sai. Bây giờ anh nể tình bọn mình đã từng qua lại với nhau, anh cho tôi ở lại đi. Dù sao thì cái căn nhà này cũng nhiều phòng trống mà. Với lại tôi sẽ trả tiền nhà đầy đủ. Đấy, ngay từ đầu ấy mà cô xuống nước với tôi như thế này thì có phải mọi chuyện đơn giản hơn không? Cho cô ở lại thì cũng được thôi, bởi vì tôi cũng là người dễ tính. Tôi biết ngay mà, anh chắc chắn là một người tốt. Mặc dù là cái bản tính trăng hoa của anh là hơi khốn nạn một tí thôi, nhưng mà anh là một người có lòng trắc ẩn, tốt bụng, lại còn đẹp. Kể cả có như thế thật ấy thì cô vẫn phải viết cho tôi một bản hợp đồng. Hợp đồng gì nữa? Giữa tôi và anh cần gì về hợp đồng? Này, hay là anh muốn lợi dụng cái hợp đồng này xong rồi anh chèn ép tôi đúng không? Viết hoặc nào? Biết thì biết. Anh Nam, anh sắp xong chưa? Tôi sắp xong quần rồi. Còn lâu, cố đợi thêm đi. Này, này nhá, anh chơi tôi đúng không? Tôi đóng tiền nhà, tiền điện nước đầy đủ, tại sao anh có thể đối xử bất công với các thuê nhà như thế? Bất mãn thì ra ngoài mà ở. Này, coi như tôi van gì này, anh ra ngoài đi, tôi sắp tóc quần rồi. Tập bình tĩnh, ôi phải tập bình tĩnh. Không thì ra ngoài bây giờ. Ôi. Anh Nam, anh Nam, anh Nam, anh Nam. Này, cô phải học cách kiên nhẫn lên chứ, làm gì mà cứ sồn sồn lên thế? Đi ra đi. Đây, anh Nam, anh bị táo bón lâu ngày đấy à? Tại sao nặng mùi thế? À, tôi quên chưa nói với cô là tôi đã dùng hết giấy vệ sinh rồi nhá. Tôi giết anh. Này, vừa rồi là anh cố tình đúng không? Anh biết thừa là tôi không chịu đựng được, đúng rồi, anh cố tình chui giúp trong đấy để công giờ đúng không? Cô nói như kiểu cô chui trong đấy cùng tôi nhỉ? Này, anh quá đáng rồi phải không nhá? Ai mà là người quá đáng? Ai là người nửa đêm nửa hôm xem phim ma không hét ầm nhà lên là tôi phải thức trắng cả đêm đấy. Tôi... Anh nhớ mà nó điêu. Rõ ràng là tôi hét nhỏ thì cơ mà. Cái gì? Cô hét nhỏ? Tiếng gì nhỉ? Mình đang mơ à?
để xem đồ ngốc như cô có bất ngờ hay không. Alo, Lan Anh hả? Sao giờ này cô chưa về? Tôi xin lỗi không nói với anh. Hôm nay tôi đi ăn với bạn rồi, cho nên anh ăn cơm trước đi nhá. Vậy à? Thế thì mấy giờ cô về? Ai gọi em đấy? Anh đặt được chỗ rồi, mình đi thôi. À, lát nữa về thì cứ tự mở cửa vào nhá. Cửa không khóa đâu. Hôm nay tôi hơi mệt nên đi ngủ sớm. Sao nhìn mặt anh dạo này không vui đấy? Tôi không sao. Không sao? Thế nào? Hay là anh vẫn giận tôi cái chuyện hôm trước? Chuyện gì? Thì cái chuyện hôm trước tôi để anh ở nhà ăn tối một mình á. Chuyện đấy đối với tôi chẳng liên quan gì đến nhau mà tôi phải giận cô. Không giận thì thôi, không hỏi nữa. Mà tôi có chuyện muốn nói với cô đấy. Có chuyện gì nói đi. Tôi và cô tuy ở chung nhà với nhau, nhưng tôi nghĩ rằng cách tốt nhất là tôi và cô cứ bơ nhau đi mà sống. Ừ, thì anh nói như thế nào thì làm như thế thôi. Tôi cũng chẳng phản kháng gì, dù sao đây cũng là nhà của anh. Tốt. Em với cái tên ở chung nhà là sao đấy? Anh nói anh Nam à? Phải là anh ta đấy. Bọn em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Bạn bè bình thường á? Bạn bè bình thường thì mà mặt anh ta cứ khó chịu gì, em không thấy như thế à? Thì đó cũng chính là điều bất đắc dĩ thôi. Thôi, anh tập trung lái xe đi, tai nạn bây giờ. Đại anh ơi! Đàn anh đến rồi. Này, không có ý thức à? Anh có thể nhắn tin hoặc là gọi nhỏ hơn một chút được không? Sáng ngày ra không để cho người ta ngủ à? Anh có phải là anh Nam đúng không nhỉ? Sao? Có chuyện gì? Sáng anh ở đây thì tôi có chuyện muốn nói với anh luôn. Chuyện gì? Anh khôn hồn ấy thì rời khỏi căn nhà này đi. Tôi không thích người yêu của tôi ở chung với người như anh đâu. Này, anh ăn nói cho cẩn thận. Chắc Lan Anh chưa nói với anh căn nhà này là của tôi. Hơn nữa, tôi còn là người yêu cũ của cô ấy đấy. Bảo sao? Lúc nào Lan Anh cũng bảo với tôi rằng ở trong cái ngôi nhà này rất là ngột ngạt. Và thứ hai ấy, là ở chung với hạng người như anh từng đã làm tổn thương cô ấy. Nếu cô ấy cảm thấy ngột ngạt quá thì có thể chuyển đi chỗ khác, tôi không quản. Anh yên tâm đi, tôi đã tìm nhà cho cô ấy rồi, hoặc cô ấy có thể chuyển đến ở chung với tôi.
em xong rồi. Chúng ta đi thôi. Ngột ngạt quá thì chuyển đi chỗ khác ở. Anh lại nói gì với anh ấy à? Anh biết gì đâu. Tự dưng anh ta nổi nóng quá chứ. Thôi, mình đi làm đi, không muộn em. Giang Anh, anh có chuyện này muốn hỏi em. Anh đã đến gặp anh ta và anh ta đã nói là đó là nhà anh ta và em là tình cũ của anh ta đúng không? Cái chuyện đó cũng chỉ là quá khứ thôi ạ. Bây giờ em chỉ là bạn bè bình thường thôi. Anh thấy em sống ở đây ngột ngạt quá. Dù sao lại còn ở chung với nhà người yêu cũ nữa. Hay là em chuyển đi đi. Chứ để người ngoài mà nhìn vào ấy cũng không hay đâu. Chuyện đấy cũng cần phải lo. Khi nào em tìm một nhà, em sẽ chuyển đi ngay. Hay là em chuyển qua ở với anh đi. Cái này thì không được rồi ạ. Mặc dù là em không có nhà thật đấy, nhưng mà chúng ta không thể nào ở cùng với nhau được. Tại sao chứ? Em ở cùng với người yêu cũ thì được, nhưng mà còn anh thì lại không. Tại vì chúng ta mới chỉ là bạn bè bình thường thôi. Với lại, em cũng đã thỏa thuận rõ ràng với anh Nam, hiểu rõ tính tình của anh Nam. Bọn em sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau anh ạ. Nhưng mà anh ta cũng đã nói em là đồ phiền phức. Vì em ở chung với anh ta, cho nên anh ta không thể nào dẫn bạn bè ai khác đến được. Trong thâm tâm anh ta, lúc nào anh ta cũng chỉ muốn em chuyển đi thôi. Thôi được rồi. Em nghĩ là cái chuyện này mình nói sau đi. Bây giờ đi làm đi không thì muộn mất. Còn mọi việc như thế nào em tính sau. Này, nếu cô cảm thấy ngột ngạt quá thì cô có thể dọn đồ đi ra ngoài. Chưa bao giờ tôi nói anh như vậy. Đúng là cô chưa bao giờ nói với tôi như vậy. Nhưng cô đã đem chuyện cá nhân của chúng ta ra nói với người ngoài. Thế còn anh thì sao? Anh có gì khác tôi? Anh cũng bảo tôi là người phụ nữ phiền hà đấy thôi. Nếu như anh muốn đưa bạn bè của anh đến ý, anh cứ nói thẳng với tôi một tiếng, tôi cũng chẳng bảo gì anh cả. Tôi chưa bao giờ muốn đưa bạn bè về cả. Đừng đổ oan cho tôi. Đổ oan hay không thì tự mình anh biết. Nếu như anh không muốn tôi ở trong căn nhà này nữa thì anh nói thẳng với tôi một tiếng, tôi tự khắc sẽ chuyển đi. Bây giờ mới biết là ai là người nói xấu ai. Cô đừng tự bao biện cho mình nữa. Tự bao biện à? Tôi biết là thể nào cũng có ngày này. Đáng lẽ ra ngay từ ban đầu tôi phải biết nó sớm hơn mới phải. Tôi sẽ rời khỏi căn nhà này. Còn tiền nhà hết bao nhiêu ấy, tôi sẽ gửi lại cho anh sau.
Có lẽ mình đã đối xử không tốt với cô ấy. Không biết giờ này cô ấy đang làm gì. Quái lạ, tại sao mình cứ có cảm giác là anh đang ở đây nhỉ? Em yên tâm đi, anh đã giúp được nó vào chồng rồi. Nó cũng đã rời khỏi nhà thằng người yêu cũ và bắt đầu tin tưởng anh. Sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ moi được tiền của nó thôi. Anh làm gì thì làm, em không muốn anh gần gũi với nó quá đâu đấy. Em yên tâm đi, người yêu của anh xinh đẹp như này cơ mà. Đợi khi nào anh lấy được tiền của nó, anh sẽ đá nó luôn. Là cô ta gọi, để nghe mày đã. Alo, anh nghe đây. Em đến đâu rồi? Được rồi, đợi anh một chút nhé, anh xuống ngay. Cả năm trên thớt rồi, đợi anh đi đón cô ta đã nhé. Em đi đường ấy có mệt lắm không? Để anh gọi cho em cốc nước nhé. Phục vụ, cho anh một cốc trà đào cam sả nhé. Anh Huy này, không biết là ngày hôm nay anh hẹn em ra đây có việc gì ạ? Thực ra là anh cũng có chuyện này muốn nói với em. Chuyện gì vậy ạ? Trả lại thế này, thì tài khoản ngân hàng của anh ấy bị khóa, cho nên là em có thể cho anh mượn 30 triệu được không? Thì khoảng 2 ngày nữa thôi, đợi tài khoản của anh khôi phục ấy thì anh trả lại em liền. Thật ra cái số tiền đó hơi lớn đối với em, nhưng mà em nghĩ là em vẫn có thể cho anh vay được. Này, anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra! Khốn nạn! Này, mày thích lừa đảo con gái như người ta không hả? Là này, cứu anh với, anh ta bị điên rồi. Này, mày thích tỏ ra vô tội không? Hay để tao đưa mày lên đồn, mày mới lòi mặt chó của mày ra. Anh Nam, anh làm gì vậy? Tại sao đánh ấy? Hắn ta đang lừa tiền em đấy, em biết không? Chính anh đã chứng kiến hắn ta bàn kế hoạch với một cô gái khác. Cô ta đâu? Cô ta... Lúc nãy anh vừa thấy cô ta ngồi ở kia. Em hỏi anh là cô ta đâu? Là này, anh ta lừa anh đấy. Em đừng tin anh ta. Thôi đủ rồi đấy. Anh Nam, anh đừng có xen chân vào chuyện riêng tư của tôi nữa. Đàn anh, chính anh đã chứng kiến kế hoạch này mà. Tôi xin anh, từ giờ về sau anh đừng có xen chân vào chuyện riêng tư của tôi nữa. Anh có làm sao không? Em xin lỗi, bởi vì đã để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến anh. Anh không sao, mà anh cũng chẳng hiểu tại sao tự nhiên anh ta lại lao vào đánh anh nữa.
em cũng khá bất ngờ. Bởi vì từ trước đến giờ anh Nam không phải là người như vậy. Anh cũng thấy anh ta là người đàng hoàng. Vậy mà anh nghĩ ra rồi. Có khi nào ấy anh ta đã ghen khi anh ở bên cạnh em. Cách giải quyết tốt nhất bây giờ ấy là em trở thành người yêu của anh đi. Như vậy anh ta sẽ không còn lý do gì để xét vào nữa. Thật ra em cũng khá bất ngờ về chuyện này. Nhưng mà em nghĩ chúng ta chỉ nên là bạn bè bình thường với nhau thôi. Cái chuyện là người yêu của nhau em vẫn chưa nghĩ tới. Em cần thời gian để có thể suy nghĩ nhiều hơn. Anh chả hiểu tại sao ấy, em đang suy nghĩ cái gì nữa. Anh đã dành rất nhiều thời gian để theo đuổi em như vậy. Vậy mà đến bây giờ em vẫn cần thời gian nữa là sao? Hay là em vẫn còn tình cảm với hắn ta? Dạ không phải. Thật ra là giữa em và anh ấy đã chấm dứt với nhau rồi. Em không còn tình cảm gì với anh ta nữa. Nhưng mà chẳng qua là trong thời gian này xảy ra quá nhiều việc đối với em, cho nên là em cần thời gian để có thể tĩnh tâm và chấp nhận hết tất cả mọi thứ thôi ạ. Em đã nói như vậy rồi, anh cũng đã nói hết nước hết cái với em. Anh cũng chỉ muốn tốt cho em thôi. Nếu em cần thời gian suy nghĩ thì anh không còn gì để nói nữa. Anh đi trước đây. Alo, có chuyện gì vậy? Anh Huy à? Ừ, anh đây. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Em nghĩ là em sẽ làm theo cách của anh. Bởi vì cách đó mới chính là cách tốt nhất ạ. Anh biết kiểu gì em cũng sẽ đồng ý mà. Đừng lo, mọi chuyện đã có anh ở đây rồi. Em xin lỗi anh. Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua em đã lôi anh vào chuyện này. Đáng lẽ ra ngay từ ban đầu em phải giải quyết sớm mới phải. Không sao. Hay là để chiều nay anh đón em đi chơi đâu đó cho khuây khỏa nhá. Dạ vâng ạ. Em nghỉ ngơi một tí đây ạ. Ừ. Có thể đây sẽ là cách giải quyết tốt nhất. Không thể được. Anh Nam, anh đến tìm tôi có chuyện gì? Anh nghe nói em lại hẹn hò với cả hắn ta đúng không? Đúng vậy. Chẳng lẽ bây giờ tôi không được phép yêu đương với người tôi yêu à? Ý anh không phải như thế. Nhưng hắn ta chỉ lợi dụng em thôi. Hắn ta chính là một tên lừa đảo đấy. Anh không thôi như... ngay đi. Tại sao anh liên tục có ác cảm với anh Huy thế? Hắn ta không như những gì em nghĩ đâu. Hắn ta chỉ đang dụ dỗ em mà thôi. Tôi xin anh đấy. Anh dừng lại đi. Anh đừng có bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng tư của tôi nữa. Em đây ạ. Anh gọi gì em đấy? Anh gọi cho em ấy là muốn nhờ em có một việc quan trọng. Mẹ anh đang nằm viện gấp. Anh đã dồn hết tiền rồi mà viện phí cao quá. Vậy nên ấy, anh muốn mượn sổ tiết kiệm của em có được không? Mình đã nói với anh ta là mình có sổ tiết kiệm bao giờ đâu nhở? Không lẽ nào? Không phải như thế. Hắn ta không như những gì em nghĩ đâu. Hắn ta chính là một tên lừa đảo đấy. Alo, em còn ở đó không Lan Anh? Anh ơi, hiện tại em vẫn chưa gom đủ tiền. Khi nào em có đủ tiền, em đưa cho anh được không ạ? Vậy thì tốt quá. Cảm ơn em nhé. Cố gắng sớm, mẹ anh đang cần gấp lắm rồi. Dạ vâng, anh yên tâm.
em sẽ không đủ mà. Tại sao? Tại sao em không tin tôi? Lan Anh, em phải tin anh chứ. Lan Anh. Anh gì ơi? Anh bị làm sao đấy ạ? Em phải tin anh. Nó chỉ là một thằng lừa đảo thôi. Ai là lừa đảo? Em hiểu chưa? Là sao ạ? Anh gì ơi? Tỉnh lại đi anh. Anh gì ơi? Anh dậy rồi à? Cô là ai? Mà chỗ này là chỗ nào? Đây là nhà tôi. Hôm qua anh say quá, thế nên là tôi đã dìu anh về nhà đấy. Cũng may là nhà tôi gần công viên đấy. Tôi xin lỗi, tại hôm qua tôi uống say quá nên không nhớ gì cả. Tôi còn nhớ là anh có gọi tên một cô gái nào đấy. Thật sự xin lỗi cô, tôi không nhớ gì hết. Mà tôi nhìn cô có cảm giác là quen quen. Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi. Cô có phải là Tú, học khoa kinh doanh K49 trường đại học thương mại đúng không? Nhưng mà sao anh lại biết tôi? Cô không nhớ ra tôi à? Tôi là Nam, lớp kinh doanh đấy. Tôi nhớ ra rồi. Anh là Nam, gã nhà giàu cùng lớp với tôi đúng không? Ôi, thế mà lại gặp nhau ở đây à? Thật ra trường cũng mấy năm rồi, tôi cũng không nhớ ai cả. Thế mà anh lại nhớ tôi hay thật đấy. Sao mà không nhớ cô được? Cô là hoa khôi của khoa cơ mà. Mà nghĩ lại thời điểm đó cũng thích thật đấy. Đi học chẳng phải lo nghĩ gì cả. Đúng rồi đấy. Chả như bây giờ, cứ phải lo cơm áo gạo tiền. Còn như anh nữa, ngoài công việc ra thì còn phải lo cho người yêu nữa. Nghĩ thôi cũng mệt rồi. Thật may là tôi cũng không phải lo nghĩ đến chuyện đó. Thế cô gái mà hôm qua anh gọi tên không phải là người yêu của anh à? Không có gì đâu. Chuyện riêng thôi. Tôi có chuẩn bị đồ ăn cho anh đấy. Anh ăn sáng đi. Cảm ơn cô nhá. Thật ngại quá. Có gì đâu, bạn bè với nhau mà. Ta đang nói chuyện với ai đấy nhở? Em biết rồi. Thôi nhá. Em đến rồi à? Sao không báo anh trước? Em vừa mới đến thôi. Bạn này, anh vừa nói chuyện với ai à? Anh nói chuyện với đối tác cơ mà. Em muốn gì? Để anh vào anh gọi. Đức Cam. Ok, chờ anh một tí nhá. Đừng có động người em nữa, em mệt lắm. Em mệt á? Thế có muốn ăn gì không? Em không muốn ăn gì cả, chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Thế để anh đưa em về nhá. Không cần,
em tới bắt xe về. Đàn anh. Chắc chắn ở đây rồi. Sao giờ này em mới tới? Thì em có chút việc. Mà chuyện với cô ta ấy, anh giải quyết xong chưa? Em yên tâm đi. Mọi chuyện ấy đã ổn thỏa hết rồi. Cô ta ấy không có một chút nghi ngờ gì luôn. Khốn nạn. Tôi không ngờ anh là con người như vậy đấy. Tại sao em lại ở đây? Tôi không có mặt ở đây thì làm sao thấy được bộ mặt thật của anh. Tôi không ngờ anh có thể cắm từng tôn như vậy đấy. Thì sao? Nếu cô không chịu đựng được ấy thì chia tay đi. Dù sao ấy thì cô cũng chỉ là cái áo rách đã hết giá trị lợi dụng rồi. Anh, cô đến rồi à? Cô cứ tự nhiên ở nhà nhá. Vào nhà đi. Cô Tú, cô làm gì vậy? Anh Nam, thực ra em thích anh từ lâu lắm rồi. Nhưng mà tôi chỉ coi cô là bạn thôi. Vào nhà đi. Tại sao chứ? Tại sao mày lại tin lời tên khốn đó chứ? Tình ngu nó vừa phải thôi. Lan Anh. Ô, Lan Anh ơi. Lan Anh, em mở cửa ra đi nghe anh giải thích. Lan Anh ơi. Anh còn giải thích cái gì nữa? Cái loại khốn nạn như anh ấy còn dám vác mặt đến đây à? Anh cút ngay đi. Lan Anh ơi, anh xin lỗi em. Là do hôm đấy anh say quá cho nên ấy, anh mới hành xử như em như vậy. Là do cô ta. Cô ta đã bỏ bùa mê thuốc lú anh. Em nghe anh giải thích đã đi. Anh cút ngay đi. Tôi không muốn nghe anh giải thích nữa. Được rồi. Nếu em đã không tin anh thì anh sẽ lấy cái chết để chứng minh cho em thấy. Tha thứ cho anh. Anh xin lỗi vì anh đã gây ra những phiền toái cho em. Anh hứa sau anh sẽ không như vậy nữa đâu. Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi. Lần sau đừng có cư xử như vậy nhá. Em yên tâm, anh biết rồi. Em ngủ một chút đi nhá. Cô cứ ngủ đi. Để tiền tôi cất cho. Ai đấy nhở? Mày là Lan Anh phải không? Dạ vâng ạ. Các anh đến tìm tôi có chuyện gì ạ? Mày không cần phải biết. Mày chỉ cần biết rằng thằng Huy đang nợ các bố mày tiền. Thế thôi. Tại sao có chuyện như vậy được ạ? Anh Huy không thể nào nợ tiền các người được. À đúng rồi đấy. Anh Huy vừa mới ở đây thôi. Hay là bây giờ tôi gọi điện cho anh Huy nhá. Tao không cần biết nhá. Cái vấn đề của mày bây giờ ấy
tìm cho được thằng Huy về đây. Còn không ấy, mày là người yêu nó, mày phải trả lợi cho nó. Đúng. Làm sao có chuyện thế được hả? Khóc à? Mày khóc trước mặt tao à? Bố mày không sợ đâu nha. Nôn 50 triệu ra đây, không đừng có trách. Em xin các anh, bây giờ trong nhà của em chỉ còn một số tiền tiết kiệm thôi. Bây giờ em sẽ vào lấy cho các anh ngay. Nhanh! Tiền của tôi, tiền của tôi đâu rồi? Mày định giở trò với bố mày à? Tôi xin anh, bây giờ trong người của em không còn đồng nào cả. Tôi xin anh hãy tha cho em ạ. À, mày không nhanh lên à? Không tao cạo chọc đầu mày bây giờ đấy. Mấy người dừng lại. Mấy người là ai mà dám bắt nạt con gái như người ta như thế? Thế mày là thằng nào? Tôi là bạn của ấy. Này, bạn thích anh hùng cứu mỹ nhân à? Hả? Này, nếu thích thế nôn 50 triệu ra đây. 50 triệu thôi, xử lý xong hết nhá. Là xong hết. Được, tôi sẽ kiếm số tiền đó và trả đủ cho các người. Này, bạn ơi, bạn mà không làm được ấy thì khả năng là bạn cũng xác định nhá. Đi. Thằng anh, có chuyện gì mà bọn chúng lại tìm đến đây? Tên khốn đó. Tôi xin lỗi, bởi vì đã không nghe lời cảnh báo của anh từ trước. Không sao hết. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Số tiền đó cứ để tôi lo. Tôi sẽ không phải để cô gặp nguy hiểm nữa đâu. Con chào bố. Sao? Có chuyện gì mà anh vác mặt đến đây tìm tôi hả? Dạ, con muốn xin bố 50 triệu. Sau bao lâu, tôi cứ tưởng anh hiểu ra vấn đề, nhưng không thể ngờ được anh vẫn chìm đắm trong cái thói ăn chơi sa đọa như vậy hả? Bố, con xin bố, bố hãy giúp con lần này. Con cần số tiền này để cứu người yêu của con. Xem ra anh cũng trưởng thành hơn rồi đấy. Nhưng tiền không phải là lá đa ở ngoài đường mà rút ra cho người ngoài được. Anh thực sự là người có bản lĩnh thì hãy đi kiếm lấy, và biết kiếm đồng tiền nó cực khổ như thế nào. Con hiểu. Xin phép bố, con về. Chào anh. Anh đã phát hết tờ rơi hôm nay rồi chứ? Tôi phát xong rồi. Đây, tiền lương của anh đây, anh kiểm tra xem đủ chưa? Đủ rồi, chào anh nhá. Cô đi đâu nhỉ? Chúc mừng sinh nhật. Cô làm tôi bất ngờ đấy. Thì ra cô nhớ cả sinh nhật của tôi luôn. Lúc nào tôi cũng nhớ sinh nhật của anh, chỉ có mình anh là quên thôi. Tôi còn lâu mới quên sinh nhật của cô. Tương Liêu. Anh đứng ở đấy. Này, anh dám quay kem vào mặt tôi à? Hả? Cũng lâu rồi tôi chưa được vui như thế này. Thời gian vừa qua anh vất vả với tôi nhiều rồi.
Ước gì chúng ta quay trở lại như trước. Anh muốn chúng ta quay trở lại như trước à? Anh nhắm mắt vào đi. Tôi có một điều bất ngờ dành tặng cho anh đấy. Vậy là em đồng ý quay trở lại với anh sao? Chào cô. Cô có phải là Lan Anh không nhỉ? Dạ vâng ạ. Cô là... Tôi là Tú. Tôi có chuyện cần nói với cô. Lan Anh, nay em đi làm có mệt không? Em sao thế? Có gì khiến em mệt mỏi à? Anh nói đi. Anh có gì giấu em phải không? Nói gì là nói gì? Cái chuyện giữa anh và cô ấy. Cô ấy đến tìm gặp em rồi. Cô ấy đến tìm em? Cô ấy đã nói gì với em? Đúng. Cô ấy bảo là anh và cô ấy đã có con với nhau. Cô ấy đến cầu xin em là phải buông tha cho anh. Anh có biết là cảm xúc lúc đấy của em tồi tệ thế nào không? Anh nói đi. Đây có phải sự thật không? Lan Anh, thật sự là hôm đó khi anh tỉnh dậy thì mọi chuyện đã như thế rồi. Anh thật sự không biết gì cả. Lan Anh, nghe anh giải thích đã. Lan Anh, cô vào đi. Sao cô lại ở đây? Em bắt buộc phải làm như thế. Bởi vì chỉ có làm như thế thì con của chúng ta mới có bố. Đây không phải là sự thật. Nhưng mà nó là sự thật. Kết quả xét nghiệm có ở đây hết rồi. Lan Anh, Lan Anh ơi, anh thật sự xin lỗi. Anh không thể ngờ là mọi chuyện có thể đi xa đến mức này. Lan Anh, anh mong em tha thứ cho anh. Lan Anh. Tao cứ tưởng mày đã thay đổi. Thế mà bây giờ mày lại nói là một đứa con gái khác có bầu, trong khi mày đang có một người khác. Con xin lỗi. Xin lỗi, xin lỗi. Suốt ngày chỉ xin lỗi. Mày chỉ mang đau khổ đến cho người khác mà thôi. Bố, hiện giờ con chỉ biết nói xin lỗi thôi. Con thật sự không nhẫn tâm để bỏ đi đứa bé được. Mong bố hiểu cho con ạ. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Việc mày làm, mày tự đi mà chịu hậu quả. Con chào bố. Tưởng gì, tao vừa chứng kiến cảnh ông ấy đuổi con người yêu ra, nhìn như kiểu là phim cảm động Hàn Quốc ấy. Mày thì ghê rồi, thế chuyện cái thai thì sao? Tất nhiên là giả rồi. Cái giấy đấy tao mua trên mạng thiếu gì. Ngu gì mà có thai bây giờ. Tao vẫn còn muốn ăn chơi cơ mà. Tú. Anh nói chuyện xong với bố rồi ạ? Cái thai đó không phải là thật đúng không? Anh nói linh tinh cái gì đấy? Là thật mà. Em cũng đã đưa giấy khám của bệnh viện cho anh xem rồi còn gì. Tôi đứng sau và đã nghe hết rồi. Nếu cô vẫn khẳng định mình có thai thì tôi sẽ đưa cô đi kiểm tra. Bỏ em ra thế sẽ hại đến con mà. Phải bảo anh, bỏ em ra. Thank you.
Bố, sao bố lại ở đây ạ? Bố muốn nói chuyện với con như hai người đàn ông. Vậy cô ấy không có thai sao? Có nói gì với Lan Anh chưa? Con chưa nói với cô ấy. Nhưng con nghĩ cả hai đều có hướng đi riêng là tốt nhất. Thời gian qua con đã trưởng thành hơn rồi đấy. Con còn yêu Lan Anh chứ? Thật sự là lúc nào con cũng nhớ đến cô ấy. Không bao giờ con quên được cô ấy. Nhưng con không muốn cô ấy khổ vì con nữa. Nếu có cơ hội, con có muốn làm lại không? Lúc nào con cũng mong như vậy. Nhưng đã từ lâu rồi, con không còn liên lạc với Lan Anh nữa. Thế tại sao anh không tìm em? Là em sao? Bố ra ngoài hít thở không khí chút, hai đứa ngồi nói chuyện nhé. Anh không cần phải nói gì cả. Bố anh đã đến tìm và nói hết tất cả mọi việc cho em biết rồi. Lan Anh này, anh xin lỗi. Thật sự anh chỉ muốn cho em một cuộc sống bình yên thôi. Không phải nói gì cả. Em đã nghe bố kể hết mọi chuyện rồi. Anh đừng có tự trách bản thân của mình nữa nhá. Bố anh sao? Đúng, bố anh đã đến và kể hết mọi chuyện cho em nghe. Và trong suốt thời gian vừa qua, em lúc nào cũng để ý đến anh, lúc nào cũng quan sát anh. Đợi anh một chút nhé. Lan Anh, đây là điều anh muốn nói với em. Làm vợ anh nhé. Em đồng ý. Chúc mừng hai đứa. Con cảm ơn bố. Ngài có muốn để cậu ấy lên chức vụ cao hơn không? Không cần, tôi hiểu nó. Nó quyết tâm, nó sẽ có được điều xứng đáng. Nếu nó làm tốt, tôi sẽ cân nhắc.